Thằng Summer thì có hươu và có voi dành cho Siêu Băng rồi. Úi dồi, nhiều voi thế nhở. Ô, ưng. Dân Summer thì chắc là cần được câu được về rồi. Bắt đầu là Siêu Băng là người đấy như... Rồi xem Siêu Băng đi, để xem lúc Siêu Băng tình huống câu 3 voi này của Nicolas. À, đến mang 4 voi luôn. Rồi. Ô, thì cái này cũng thấy đồ cũng khá đồ rồi. Còn quay trở lại tình huống câu voi ở Siêu Băng thôi. Đâu? Ở để xem nào. Rồi, em đầu tiên đã có. Như vậy bốn voi này thì vẫn chưa thấy Siêu Băng câu. Vẫn đang tình huống và theo kiểu tiên lượng xem đường di chuyển về là ở đâu, cũng như mắt tay để nóng nghe. Rồi, bốn voi thì mình đòi hỏi phải tập trung gần như là 99,9% tay của mình vào bốn voi này. Ô, xin một con. Rồi, ba con cũng được. Rồi, ba con này về thì mang là người chạy đời là ổn. Vâng, bài đấu 25 dân kích đời chồng 7. Vẫn chắc mắc binh. Và dân Somalian câu voi thì chỉ cần gọi là giữ khoảng cách chuẩn thôi. Giữ khoảng cách luôn. Thôi, rồi, thôi, cẩn thận anh ơi. Úi dồi, ngu thế à rồi. Ngu không tả được. Ngu học. Voi này voi thiếu IQ. Rồi, xin mang thì chắc là thuốc tắc về thôi. Một bài vẫn rất là trong 10, câu về thì chắc chín. Đánh cung kích chín nó một cái điều nó kinh khủng lắm. Còn đây là xô, xô gầm ban. Ở chỗ này thì anh mang nhường à? Chỗ bầy hưu đôi voi còn sót lại. Ăn hưu à? Xô có vẻ như một bài xấu. Một bài gầm ban kích đời là hình như là chín tròn vậy. Bạn không đột biến trận này. Cái thằng Xi Măng vẫn phải đánh chém bình thường cơ. Hãy đến cung đây. Xi Măng đang cố gắng để câu đôi voi về. Đó. Sẽ về rồi bé. Và đánh cung như bình thường. Rồi, nguyên sao trước đi. Cẩn thận con dân đi mau, nó quay đầu phát là tím luôn đấy. Hit trên một lần. Quả đấy mà câu voi về là đánh cung kích người 10 tròn luôn đấy. Bài đánh cung kích 10 tròn mà cộng được dân, thế như ba voi kia về chuẩn. Rồi giờ chuyển sang 14:48 giây để nhớ Xi Măng. Quan trọng là xô lên muộn như vậy được có khỏe không thôi. Xô phải được khỏe. BM và ML thôi. Một bài kích khoảng tầm độ 11:30 dành cho game thủ Nicolas Alonso. Rồi, đến lúc con giò, con tê của game thủ Hitty rồi. Bây giờ giò Somalia, con giò công giác đầy đủ và nó đang bú bãi quả. Bom là người đang bú bãi quả kia luôn. Bài đấu mà họ đánh được kiểu ép quân L2 chưa. Bài này về nhà bay chuộng thôi. Hy vọng là tìm quanh chuộng âm. Giang đấy ra quanh chuộng được không? Rồi, cẩn thận đào, cái bay vàng thôi. Hai lớn từ màu bao hành ngào và Xi Măng cẩn thận nhá, chém thẳng Xi Măng luôn đấy. Rồi, Hitty trên hai thân. Ôi, kia, chiên bắt đầu. Ôi dồi,
Còn đen đen bên kia thì tránh được mất 75 gỗ. Máy vàng mình với máy gỗ mình thì thua nhá, hình như hở rồi sao. Đấy, cho em kia. Rồi, đi đi thần lực rồi. Phục luôn, bổ luôn kia là mình chưa có giáp. Bổ đi không, bổ đi. Ơ, à, vút đi. Láo tuyệt. Rồi, lọt, 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 lọt. Lọt. À mà là 19, bây giờ bảnh nào đang đứng đốt lờ của xô nhá. Ai xô bây giờ thì một lờ đều rồi. Vâng, xi băng là 43 đến 60. Khung giờ của mình thì có giáp 2 rồi. 4A sóc đều thì muốn đi quân là lỗi đến từ game thủ Bom. Bom đang đi lượng khung giờ. Có vẻ như anh ta đang bắt tay ở nhà bởi xô thì phải. Ở xô cẩn thận bay gỗ bãi vàng nhá ở nhà. Ui dồi ôi. Mày quá. Trời ơi. Ui dồi ôi, mình buộc. Rồi, không sao. Rồi. Và quân về xích bay gỗ anh ơi. Dân thu mơ, mày quá kín rồi, xích luôn, xích. Ui dồi ôi, xích luôn. Ừ.